Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn xây dựng TCI được thành lập ngày 17 tháng 1 năm 2005 với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính là thực hiện các công tác tư vấn thiết kế, giám sát công trình xây dựng, thí nghiệm vật liệu xây dựng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng. Năm 2016, doanh thu của công ty TCI là 14,2 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Thu nhập của cán bộ công nhân viên ổn định và ngày càng được nâng cao. Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, quan hệ lao động ổn định hài hòa với các đối tác, uy tín trong công tác tư vấn ngày càng tốt hơn. Năm 2017, công ty TCI dự kiến tăng 10-15% giá trị sản lượng so với năm 2016, hoàn thiện phương án quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường. Cán bộ công nhân viên công ty luôn trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học trong các thí nghiệm công trình xây dựng, thiết kế bản vẽ, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng giao thông. Công ty hoàn thiện hồ sơ để được vào danh sách xếp hạng của Bộ Giao thông Vận tải, quyết tâm xây dựng công ty TCI trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững theo đúng tinh thần slogan của công ty: chuyên nghiệp, sáng tạo, thực tiễn, tiếp tục góp phần xây dựng mái nhà chung Phương Thành Trang Cozy.